À, trên tầng khác đó là sàn gỗ đây đúng không? Đây, ở gỗ kia là ấy. Automat vậy. Cái bên ngoài cùng bên trái. Đấy. Rồi, chụp ra đây. Nhà có sân. Để vừa để được xe. Vâng, cũng tiện, ngõ này là thoáng. Mà ngõ này an ninh cũng tốt nữa. Đúng không? Siêu chuẩn luôn chị. Chỉ cần cho người thu dọn qua cái là sạch sẽ ngay. Chỉ cần điện thoại em đã quên này. Chị cứ hỏi cô cho thoải mái. Dạ. Cháu lên trước cháu bật điện ngồi nha. Vâng vâng. Vâng vâng. Thank you.